Vâng, chào anh chị nhá. Hôm nay chúng ta hết nghỉ lễ rồi, chuẩn bị quay lại làm việc thôi. Thì hôm nay cũng là ngày mà chúng tôi vừa mới làm xong ba cái nhẫn cho ba anh khách. Hai anh khách ở trong Sài Gòn, một anh khách ở Đà Nẵng. Thì tôi quay sơ qua trước từng cái một để tối tôi về tôi làm video chi tiết cho từng nhẫn một cho từng khách một nhé. Thì đây là cái nhẫn Mỹ này, nhẫn Mỹ của anh khách trong Sài Gòn. Viên đá chủ ruby rất là trong, trong veo. Đấy, hàng chất lượng rất là cao. Với cái viền chữ anh yêu cầu và chúng tôi làm rất là sắc nét. Hai bên thì một bên là con rắn, một bên là con phượng. Đấy. Thì chắc là tuổi của anh là tuổi rắn. Và 18K kim cương tự nhiên. Viên đá chủ rất là đẹp. Không 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 muốn nói là trong như nước nhưng nó rất là trong. Và cái nhẫn tiếp theo đó là một cái chiếc nhẫn cóc thiềm thừ. Và chiếc nhẫn cóc thiềm thừ này của chúng ta thì nó rất là nhỏ thôi, cái viên đá này nó khoảng 2K2, màu đỏ tươi lục yên. Đấy, thì cái tay của anh khách này cũng nhỏ thôi, tay số 15 nên là anh chỉ cần làm cái viên đá nhỏ như này thôi. Nhưng tôi cũng không ngờ là lên nhẫn nó lại đẹp như thế này đâu. Có khả năng là lên nhẫn thì nó đẹp hơn rất là nhiều đấy. Trong xe này hơi tối, anh chị thông cảm. Đây, quay như này nhìn nó sáng hơn. Đấy, chúng tôi làm các họa tiết rất là sắc nét. Đó. Và cái nhẫn tiếp theo, à và cái hai cái nhẫn này thì cái viên đá chủ của cái viên này nó hơn 3K thì nó khoảng hơn chục triệu thôi, 15 triệu. Cái viên này thì nó chỉ vài triệu thôi, nhưng mà chúng ta được một sản phẩm rất là đẹp như thế này. Tiếp theo đó là một cái viên đá Yên Bái, ruby Yên Bái 20 carat. Màu chất rất là tốt, bán trong, khối rất đẹp. À, được lên một cái mẫu nhẫn như này. Đấy, cái viên này thì trị giá của nó cũng trên 30 triệu, gần 40 triệu. Ngoài ra thì tôi đang có sẵn một số các cái viên đá như sau, ví dụ như viên này tôi mới mua được này, viên này màu khá là đỏ, màu đẹp này. Ở trong túi không được đẹp lắm nhé. Để mai tôi sẽ quay video và chụp ảnh riêng ra nhé. Viên này nó khoảng tầm gần 3K, 2K95, giá chỉ vài triệu thôi. Màu đỏ tươi đấy. Tôi đã chọn đá thì miễn chê, màu thì không phải bàn, chất tốt. Viên đá này có giá là 6 triệu thôi. Đấy. Tiếp theo đó là một viên rất là khủng đây, 32K, màu đỏ chất trong, 2 triệu một ca. Đây, cái nhẫn thì mỹ mãn luôn. Ở bên này 18K. 18K hơn 2 triệu một ca. Bên này là rất là đẹp này các bác này. Bên này 7K6 này, hàng lục yên lửa bung bung mét luôn. Còn đây trên vàng. Úi, lửa kinh chưa? Đấy, bác nào mà chơi bên này xứng đáng này, bên này 7K6 này giá thì tôi cũng lấy rất là hợp lý thôi. Trên 30 triệu một chút. Thiết kế là một cái nhẫn thì rất tuyệt. Bên cạnh đó tôi đang có một cái viên tinh thể hàng lũ yên này. Đấy, răng chó. Có thể lên nhẫn hoặc là mặt dây rất là đẹp. Viên này nó phải lên đến 30K đấy. Trên 20K. Thiết kế một cái nhẫn thì rất là tuyệt. Hàng nguyên bản, chưa qua một cái chế tác gì. Còn đây là một viên sapphire tôi mới mua được trong cái lần đi vừa rồi, 3K. Cái này sapphire hồng, nhưng lửa của nó thì khá là tốt đấy, lửa dữ dội, có cái hàng không không nhiệt, chưa nhiệt, rất đẹp. Nhẫn nữ thì miễn chê luôn, tín đồ màu hồng thì cứ bơi vào đây, tôi sẽ thiết kế cho các chị. Cái hàng sapphire hồng của mình rất đẹp, hàng lũ yên. Đấy, đây là một số các cái sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu với anh chị thôi. Thì anh chị nào thích cái nào thì cũng có thể liên hệ cho chúng tôi.
giá cả nó hợp lý phải chăng thôi, để chúng ta cùng chơi, cùng cùng đam mê, làm sao hợp lý nhất cho anh chị thôi. Tôi để vào đây. Để tất cả đá của chúng tôi thì là đảm bảo tự nhiên 100%, không qua xử lý, bảo hành trọn đời, chất lượng kiểm định bất cứ nơi đâu. Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi nha, để tôi sẽ làm chi tiết video chi tiết cho các anh chị đã đặt sản phẩm. Xin cảm ơn mọi người, nhớ mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi nha.